Trung Kiên Audio xin kính chào tất cả các bác và anh em. Em lên sóng giới thiệu test bán với các bác và anh em một bộ dàn của Panasonic. Con này là con PM27MD. Tình trạng bãi về chạy đĩa CD ok, MD ok, điện thoại máy tính và TV hoặc Bluetooth qua cổng 3.5 cũng ok các bác nhé. Và với cái bộ dàn này thì em giao lưu với tất cả các bác và anh em với giá là 900.000 đồng. Và giá bãi em bán thì chưa bao gồm phụ kiện, anh em chú ý nhé, chưa bao gồm phụ kiện ạ. Bác nào chốt bộ này thì cứ liên hệ với em qua số Zalo 0975 575 262. Bây giờ em xin phép được test từng chức năng của bộ dàn và đồng thời test chất âm và cũng quay hình thức luôn cho tất cả các bác mình cùng xem. Bác nào chốt dàn này vui lòng xem kỹ video từ đầu đến cuối và không tua hộ em nhé, em xin cảm ơn. Hiện tại em đang test chức năng chơi điện thoại máy tính hoặc TV qua cổng 3.5, hoặc anh em có thể kết nối với Bluetooth để anh em biến bộ dàn thành bộ dàn có Bluetooth cũng ok các bác nhé. Đấy. Bây giờ em test sang đĩa CD và đĩa MD. Em sẽ test đĩa CD trước. CD. Rồi CD đã chơi các bác nhé. CD đã. Chuyển bài nhé. Đĩa CD này là đĩa của Nhật các bác nhé, không phải đĩa Việt đâu ạ. Bởi vì em thì không có đĩa CD Nhật đâu, em không có thể không sưu tầm. Em chỉ có những sẵn cái đĩa của Nhật nó về thì em test luôn cho các bác nhé. Đây đĩa CD đây. Rồi em chuyển sang test đĩa MD các bác nhé. Đĩa MD. MD đã chơi ok ạ. Rồi, ok các bác nhé. Nói chung là em test nhanh rồi những chức năng đĩa đĩa nó là chức năng phụ ít các bác chơi rồi. Chuyển về chế độ AUX, các bác ấn cho em nút này. Nút trên cùng nhé. Đây nút là chỗ em chỉ tay này. Về chế độ là AUX cho em nhé, để chơi điện thoại máy tính này. Đây AUX nhé. Bây giờ thì em sẽ tiến hành là quay hình thức tổng thể của bộ dàn để cho các bác và anh em mình cùng xem luôn anh em nhé. Các bác lưu ý là cái dàn này cái căng ở bãi về của nó là cái căng nguyên bản nhé, nó hơi bẩn nhưng mà rách một tí. Thế thì nếu như các bác nào mà thích cái căng mới đẹp thì các bác thêm cho em là 50.000 nhé. Bên em sẽ căng lại những cái vải căng mới cho các bác nhé. Còn giá em bán 900.000 là bao gồm lại căng như thế này, các bác chú ý hộ em nhé. Đấy, anh em mà thích đẹp hơn thì anh em thêm đúng 50.000 nữa để em sẽ hộ các bác là căng lại căng cho các bác nhé. Đấy, thì nói rõ để anh em nắm được. Thế giá này em đang để cái giá cực tốt rồi cho nên em sẽ không căng cái căng nữa. Thùng vách của loa nói chung là bộ này tương đối là đẹp, trời xước thì có nhưng nó không quá nhiều, không quá là ảnh hưởng lắm các bác nhé. Dây chơi điện thoại có cắm ở lỗ này cho em nhé. Còn bên cạnh lỗ người lỗ phone, lỗ tai nghe. Da này gân của nó là gân nguyên bản các bác nhé, gân còn rất là tốt. Con này chép rất sáng, các bác nào thích chơi là trữ tình ý, mà yêu cầu tính chép cao thì các cái dàn của Panasonic đáp ứng rất là tốt. Tính chép rất cao và sáng. Em sẽ quay phía sau của dàn này cho anh em mình cùng nhìn luôn. Đây là phía sau dàn nó nhé. Loa dàn nói chung là tương đối là vuông vắn ok các bác nhé. Công suất loa là 60W anh em nhé. Dàn này sẽ đánh không gian phòng khoảng 25m² trở lại. Dây loa các bác mua về đấu đúng màu đen đỏ của em nhé. Đấu đúng màu đen đỏ giúp em. Thế đơn giản đấy thôi ạ. Em quay cụ thể luôn hình thức cho các bác cùng nhìn luôn nhé. Đấy, rõ ràng chi tiết luôn, không giấu giếm bất cứ một vị trí nào luôn, quay hết. Rồi ok các bác nhé. Anh em nào chốt dàn này liên hệ với nhé, số Zalo 0975 575 262, 900.000 đồng các bác nhé. Giá bán chưa kèm phụ kiện. Anh em mua dàn mà chưa có phụ kiện thì liên hệ với em. Em sẽ tư vấn các cái giá của các phụ kiện cho tất cả các bác và anh em mình nhé. Bây giờ thì anh em lưu dàn này chạy điện 100V. Bây giờ em sẽ test chất âm cho tất cả các bác và anh em mình cùng nghe luôn. Rồi, xin mời anh em. Dàn này tiếng chép rất là cao sáng. Nhà tôi
dòng sông quanh năm nước đục ghe xuồng xác xơ. Nhà tôi nghèo lắm anh ơi, mỗi đêm chỉ thấy bóng soi đèn nhá. Em xin cảm ơn tất cả các bác và anh em. Các bác đặt hàng liên hệ số Zalo 0975 575262. Em xin kết thúc video tại đây.